chào anh em nhá, đi lại đi thăm bẫy rắn. Đấy. Hôm nay là tập 7 gì đấy, tập 7 hay tập 8 gì đấy. Không nhớ. Thì vừa đi nãy đi ngang đường về nhà cầm cái kia lên xem. Dính ngay con hổ mang bự. Đấy. Không mang điện thoại quay cho cầm luôn về. Nên tí quay cho anh em xem sau nhá. Con đấy to. Động vào lòng kia khè khè. Nó dọa. Thở phè phè cả luôn. To con đấy chắc phải trên nửa cân. Giống rắn hổ mang nó ngắn lắm anh em ạ. Ngửa nó ngắn lắm. Thì đây mình đã đặt một cái trên kia. Một cái ở đây. Do hôm nọ đi nắng mệt quá nên vứt bừa. Chứ không phải là đặt. Mình cứ vứt bừa, vứt đại vào đấy. Đây. Đây một cái nha. Đây không dính rồi. Mồi đâu? Mất cả mồi à? À, con cóc nằm trong kia. Ôi, cái này tính sau nhá. Vứt đại đây. Các bạn biết không, hôm trước mình đi nắng về. Mình mệt quá, mình mang nòng lên mình vứt luôn. Về đi qua đây. Mình thu ở mé đồi bên kia về. Vứt luôn này, mệt quá, về luôn. Hai cái này là mình vứt ngẫu nhiên nhá. Nếu mà cũng được thì cái do là hên đấy. Chứ không phải là thấy đâu. Con ở đường mình tiện về, con đấy bẫy được ấy. Con đấy hôm qua mình đi thăm. Thăm thì thấy có một cái đường mòn mòn. Thế là mình vứt đấy. Vứt nòng đấy, thế là sáng nay đi học về đấy. Đấy que khèo lên. Thấy dính. Nhẹ nhẹ một cầm nòng lên, nặng phết. Rắn này thấy mọi người bảo không nên đặt cao. Không đấy mệt có mình vứt. Đây. Chả có che chắn gì luôn. Cầm luôn nòng về nhá. Cầm luôn nòng về. Ok. Thăm cái thứ nhất và cái thứ hai không dính nhá. Chuyển theo thăm cái thứ ba và cái thứ tư ở gần nhau. Cùng với cái thứ năm cũng ở gần đấy. Ok, mình sẽ tạm dừng ở đây nhá. Ra cái thứ ba, thứ tư mình sẽ quay tiếp nhá. Đến địa điểm cái thứ ba và cái thứ tư anh em ơi. Thăm cái thứ ba trước nhá. Đây, cái thứ ba nằm bên dưới này nhá. Còn nguyên cọc không dính. Ngụy trang lại nhé. Thôi sang ngày thứ tư. Mình chưa lần nào đi thăm bẫy rắn được hai con cùng lúc đâu ấy. Chỉ được có một con một thôi. Và mình đặt thì đa số mình đi thăm ngày một lần. Thăm cho nó chắc. Những con to nó vào nó phá lỏng ra thế nhất. Một ngày nó chưa kịp phá đâu. Con nào phá nó phá ra luôn từ lúc nó vào cơ. Cái chỗ huyền thoại rồi. Chỗ này đã đi vào huyền thoại. Không dính nhá. Chắc hết rồi anh em ạ. Có mình bắt được hai con hổ mang, một con hổ trâu ở chỗ này, chắc hết rồi. Thử để thêm vài hôm.
Ôi. Sang cái thứ 5, thứ 6, thứ 7 nhá. Là hết nhá. Mình có 7 cái thôi. Mới một cái sáng mình đặt về là 8. Cái thứ 8 mình sẽ quay cuối cùng. Nó là cái bị dính nhá. Mình đã cầm về rồi. Bây giờ đi thăm cái tiếp theo nhá. Cái thứ mấy nhỉ? Cái thứ 4. Mình đi thăm cái thứ 5 nhá. Ok, tạm dừng nhá. Đến cái thứ 5 rồi. Trượt rồi sao ạ? Thấy cóc rồi. Thấy cóc rồi. Nhấc luôn nòng vậy. Đây, cóc đây. Mày quá. Để tạm đây nhá. Để tạm nồng kia. Thăm hai cái cuối. Nhầm, còn một cái cuối nữa. Cái cuối là cái thứ 8 nhầm. Thăm hai cái gần như là cuối. Toàn những chỗ đi huyền thoại. Này hôm trước mình đặt đây bỏ nhá. Phèn lắm. Bây giờ chắc là hơn 12 giờ tí. Tranh thủ đi thăm luôn. Chưa tầm 1 giờ ngại không muốn đi. Đây đi những chỗ dọc mình phải lấy que. Nhà tầng trước. Đây kia bà rào. Đâu nhỉ? À đây. Đây nhá. Cóc đây rồi. Xịt rồi. Ở đây không có rồi. Ở đây có đường con gì đi mòn lắm này. Đây. Đây. Đường con gì đi mòn lắm này. Bên kia nữa. Đấy. Đây, sang cái cuối cùng. Gần cuối cùng. Cái chỗ bẻ huyền thoại. Ui. Đi xuống ruộng nhá. Đi ở trên rìa này rộng lắm, ghê lắm. 12 giờ trưa rồi. Tháng này là tháng rắn nó ra. Tháng này rắn nó ra nên đi ghê lắm. Mệt quá. Vừa ăn cơm trưa xong chưa kịp nghỉ ngơi gì nhỉ. Thăm luôn cho nó nhanh. Tí đi đặt lại nốt hai cái ở bên kia. Cái này nắng lắm. Mình nghĩ trượt. Còn ngụy trang lại. Ôi giời. Về quay cái thứ 8 nha. Cái cuối cùng cho anh em xem.
Mày đánh ở đâu về? Thế sáng nay mày mang về thế à? Hồ rốn. Đây, bạch bạch đây. Mấy ăn không không được to. Gan xì luôn. Không có một vết gì đấy. Cái xì đấy. Cái này đổ vào là thò tay vào sắt là nó cắn đấy nhỉ? Còn gì nữa? Con này khỏi chê nhỉ? Vẫn trắng. Làm gì còn trắng nữa mà. Đây đây, hai dòng trắng này. Cái đấy nói gì? Cái đấy con nào mà có? Cháu hỏi rồi. Đấy mày đánh đi xem ít không mày có được cái vây vòng đen không? Không bao giờ. Mà đóng xong được vòng đen sáng nay tao mua được chục con như thế mà nếu sáng tao vào mua lắm này xong chú mang đi đâu bán hay như nào? À, đi ra sân cả. Đáng thú như này tao mua ý thôi. Tao mua được thì tao tháo, à tao bỏ cho mà xem không có vòng trắng. Con này hở như thế này. Vẫn là cái giống nó toàn cái giống đấy. Đây gọi là cái rắn gì ạ? Rắn bạch này. Rắn lai nhưng nó không đẹp. Nó bạch cái gì? Nói là cứ nói bây giờ cứ nói nôm na như là lợn đi. Con lợn con thì lợn ỉ, con thì lợn móng cái, con đẹp con không đấy, đấy lại để như thế. Nó ghê nhỉ? Ghê, ghê. Nó xem mua nào mà. Con này của mày thì ba lại. Con này cân nên nó có nặng có gần hết cả rắn này thì phải tính nặng. Ba tiền một nặng cái này ạ. Thằng này tạo muốn nảy mặt xó. Rắn nào cho vào cái xong nó. Này nó đi đánh ở xa mới có như là vành định chẳng có. Và thấy tối hôm qua nó đi. Sáng nay nó đi học, thấy trưa này nó đi học nó mang về. Cứ thỏ tay à, cứ bỏ nó ra để cân xem được mấy lạng. Túi nhà của bác là một lạng nên là nó cân ý.